Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Bây giờ là ngày 25 tháng 5 năm 2019. Tôi đang trong quá trình hoàn thiện một bộ ghế Tần Thủy Hoàng cho anh Cường ở Tân Sơn, Phú Thọ. Đây là những chiếc ghế Tần Thủy Hoàng đã được chúng tôi hoàn thiện rồi đây. Đã sơn phun, sơn sơn xong rồi. Ở bên trong kia là một chiếc đang sắp sửa phun. Bộ ghế này có chất liệu gỗ hương đá. Hôm trước là gia đình anh cũng đã đến xem mọc rồi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện để cho ngày mai thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho nhà anh Cường tại Tân Sơn, Phú Thọ. Đây là được phun BU bóng mờ, 100% là vân gỗ tự nhiên rất là đẹp, vân gỗ hương. Đấy, quý vị có thể thấy trên màn hình đây là vân gỗ hương đá, rất là đẹp, vân tự nhiên. Ngoài ra thì anh còn đặt chúng tôi một chiếc sập thờ và một chiếc kệ tivi cũng đã hoàn thiện xong rồi. Còn đây tôi quay quá trình hoàn thiện bộ ghế Tần Thủy Hoàng đây. Bên trong này là anh thợ sơn đang chuẩn bị kiểm tra lại dây giáp chi tiết đấy, trước khi phun. Anh đang kiểm tra lại lần cuối trước khi là chuẩn bị phun sơn. Đây nha, mặt bàn là mặt bàn một lá. Mặt bàn một lá vân gỗ rất là đẹp luôn. Đây, bên này là chiếc sập thờ gỗ mít. Tôi đi vào quay gần hơn cho mọi người xem. Chiếc này là đục tứ linh là cân giữa đầu hổ phục long ly vi phượng, rất là kênh bong chữ tạo. Đây, bây giờ tôi đang quay trong xưởng. Đây có một chiếc sập thờ nữa nha mọi người, hai chiếc sập thờ của khách Tân Sơn. Phía bên kia là mặt sập. Chiếc này chúng tôi tháo rời. Rồi mọi người ai có nhu cầu mua sắm về đồ gỗ nội thất thì hãy đến liên hệ với xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Website đồgỗtùngtám.com. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại trong những video clip khác.